đã mua xong bánh bao rồi nha bạn. Ở gần đây thì mình nhìn trên bản đồ mình thấy là có hai trạm dừng chân Minh Phát, nhưng mà trạm này ở trên bản đồ để là mới nhất bạn, trạm kia thì chỉ để trạm dừng chân Minh Phát, trạm này thì có thêm chữ mới trong đó. Một cái bánh như này là 23.000 nha bạn. Ok, sẵn mình quay với bạn xem. Đây, một cái bánh như này 23.000. Ở dưới quê sẽ là khoảng chừng 15.000, 12.000, 10.000. 10.000 thì ít lắm các bạn, nhưng mà dao động khoảng 12, 15 là nhiều. Và mình thấy thì gần nhà mình kiểu ở phường 6 mọi người có một cái chỗ bán bánh bao thì giá hai mấy nghìn cũng có, bốn mấy nghìn cũng có, nói chung là tùy chỗ đó các bạn. Với lại mặt bằng này kia nữa. Ok, mời các bạn nha. Bây giờ mình mở ra cho bạn xem thử cái bánh sẽ như thế nào nữa. Bên trong trước tiên cho mình kiếm chân dựng quá. Đây, mình có cái đồ dựng đây. Mình sẽ khui bên trong và xin hoặc cái phần này. Phần một khui đẹp mọi người. Cái một cái 40 cái 60. Đây. Đây là chân cút nhà mình. Còn bên đây thì mặt là chân cút. Đây nha bạn. Xin lỗi vì mình hơi bay hàng một tí. Đây. Mình khui không đẹp ấy. Đó. Mời các bạn nhé. Thôi mình ăn xong rồi mình lên xe trước. Bye bye các bạn. À, lâu lâu thì mình mua là bình thường đúng không? Lâu lâu mình mua thôi. Các bạn có biết giá ngoài bình thường là mua bao nhiêu không? Các bạn ơi, mình đang ở quốc lộ 1A ở Hậu Giang nha các bạn.
ở miền Tây đang đón mình bằng những cơn mưa nha các bạn. Đây, dọc theo hướng miền Tây từ lúc mình đi từ Sài Gòn về Cà Mau thì miền Tây đón mình bằng những cơn mưa các bạn. Nói chung cũng gần tới rồi mọi người, đi hơn nửa đường rồi các bạn. Nói chung là còn khoảng một phần hai chặng đường cũng nha các bạn. Ok các bạn ơi, mình đã tới trạm dừng chân Quán Lon rồi nha các bạn. Ở bên đây là nhà vệ sinh nam, còn bên đây là bên nữ. Giờ mình sẽ quay các bạn xem một chút. Ở trạm dừng chân Quán Lon thì các bạn có thể có băng ghế đá để các bạn ngồi nghỉ nha, hoặc là các bạn qua đây đó. Ở đây thì các bạn có thể được có các món ăn đấy. Hôm nay thì mình thấy khá là ít người, tại vì chưa có xe quá. Các bạn thấy là chưa có các cái xe khách khác cho nên không có nhiều khách ăn uống nha các bạn. Đây. Nhưng mà có điều á là sắp chăng mưa các bạn ạ. Mưa cũng khá là lớn luôn. Đây các bạn, đây mình sẽ cho các bạn xem ở đằng xa có chữ Quán Lon nè. Đó, Quán Loan Lon hay Loan cũng được. Đó là các bạn thấy đây, quán cơm nè, rồi các món các bạn có thể lựa chọn. Rồi bên đây các bạn có thể ngồi nghỉ vân vân. Đây các bạn có thể xem đây, quán ăn có cơm, lẩu, cá, bún, một hàng cơm và bún, phở, mì, hủ tiếu. Đó, nói chung có các món ăn đa dạng. Giá thì một tô lúc trước mình ăn là 60 mấy ngàn một tô. Năm mấy hay sáu mấy các bạn. Một tô phở nha. Cơm thì không biết. Nói chung là ở trên có để có hình chứ. Nói chung là vậy. Còn bên kia các bạn có thể mua các đồ về tặng gia đình, ví dụ như là lạp xưởng, các món ăn đặc sản của Sóc Trăng cũng như các tỉnh, đem về gia đình vân vân. Giá thì mình nghĩ là cũng cao thì thôi, đơn giản hết.
mình tới nhà xe Tuấn Hưng được không? Vậy là sau một chuyến hành trình mình đi từ Sài Gòn về Cà Mau rồi nha. Đây các bạn, khá là mệt luôn. Nằm nói chung rất là đã nha mọi người, thư giãn thời gian rất là đã luôn. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem đây là những khách chuẩn bị đi Sài Gòn nha. Ok, khi nào về mình sẽ kể cho mọi người nghe tiếp. Chào các bạn, bây giờ là 9 giờ 49 phút ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 6 2023. Hôm nay mình có làm một cái clip đi từ Thủ Đức về Cà Mau. Và hành trình mình đi là khoảng gần 8 tiếng nha các bạn. Mình đi từ lúc 12 giờ 9 phút bắt đầu đón xe buýt, đi xe buýt khoảng 12 giờ 30 mấy phút và tới bến xe miền Tây khoảng 1 giờ mấy. Khoảng 1 giờ mấy nhưng mà khoảng 2 giờ, tức là gần 2 giờ mình có mua một vé xe ở quầy 29 và mua vé xe 2 giờ nha các bạn. Thì khoảng 2 giờ 34 phút thì xe bắt đầu khởi hành đi. Đi tới tới lúc mà tới nơi các bạn là 9 giờ 18 phút. Đúng rồi, 9 giờ 18 phút. Sau đó khi mà dừng tại, lúc đó 9 giờ 18 phút là dừng tại bến xe Cà Mau. Nhưng mà sau đó thì dừng ở đó đóng dấu và làm thủ tục. Thì từ lúc đó đóng dấu trong vòng 7 phút. Từ 7 phút này đi qua bên nhà xe Tuấn Hưng. Và lúc dừng xuống là lúc đó là đúng 9 rưỡi nha bạn. Thì chuyến đi là có thể nói là lúc đi là 2 giờ 34 và lúc về tới nơi là 9 giờ 30 phút, 9 giờ rưỡi đó. Thì nếu mà từ 2 giờ rưỡi mà đi tới 9 giờ rưỡi thì đi 2 rưỡi tới 9 rưỡi tính sao đây? Bây giờ tính từ từ đi, dở tính quá các bạn. 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4 rưỡi, 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi. 7 rưỡi là 5 rồi đúng không? 8 rưỡi, 9 rưỡi. 9 rưỡi là 7 tiếng. Nhưng mà này tới 9 giờ 34 rồi. Tới 9 giờ 34 thì có thể nói là 7 tiếng. 7 tiếng 4 phút ha. Nói chung là như vậy nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video thì hành trình về quê của mình đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như thấy hay hãy nhấn like, share và subscribe nhé. Ok, bye bye.